gì cũng xin lỗi, hàn gắn những vết thương thôi. Đừng cố im lặng, chỉ biết nhìn thời gian trôi. Ngại gì nói câu xin lỗi, buồn phiền rồi sẽ hết thôi. Tha thứ nhau vì những lời xin lỗi siêu kỳ. Ba ơi, hôm nay ba chở con đi học được không? Ba. Hả? Ba chở con đi học nha. Ủa, sao hôm nay lại chở con đi học là sao? Ừ, tại vì hôm nay là sinh nhật con mà. Con không cần gì hết, con chỉ cần ba chở con đi học thôi. Cái gì? Hôm nay sinh nhật con gái hả? Dạ. À, thôi được rồi, lát nữa ba sẽ chở con đi học nha. Dạ. Ừ. Alo, nghe. Cái gì? Trời ơi, đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, cái số liệu tôi đưa sao làm sai vậy? Được rồi, chờ tí đi, tôi tới liền. Ba ơi, vậy còn con? Ba xin lỗi, bây giờ ba có việc gấp phải đi giải quyết liền. Thôi dần vậy. Về đi. Ba cho con 50 ngàn ha. Một lát nữa con kêu chú xe ôm ngoài đầu ngõ chở con đi học. Mà tiền dư nhiêu á, ba cho con luôn á, không muốn xài gì xài, nghe con. Dạ. Ừ. Ủa, đi đâu ạ? Anh có việc gấp phải giải quyết, anh đi nha. Trời, anh có ăn cơm nhà không? Không ăn đâu. Trời, mua quá trời luôn nè. Con chào mẹ. Ờ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ chở con đi học được không? Thôi, kêu chú xe ôm chở đi đi. Thôi, tại hôm nay sinh nhật con mà. Ê trời. Trời quên, xin lỗi con gái. Sinh nhật con mẹ cũng quên được nữa. Trời. À, thôi bây giờ, được rồi. Hôm nay mẹ chở con đi học ha. Dạ. Rồi à, chiều muốn mua cái gì á thì mẹ sẽ mua quà cho con. Dạ. À, bây giờ để mẹ vô cất cái này đã rồi ra chở đi. Đâu, hai lá của bà nội đâu nè. Con chào bà nội. Ôi lớn quá rồi nha con. Giỏi quá, sửa soạn đi học hả? Dạ. Dạ con thương má. Má lên sau không nói con trước để con biết con ra đón má. Trời ơi mắc cười không, đây là nhà của tôi lên về nào tôi lên chứ phải báo cáo là sao? Dạ ý của con là má lên thì má nói con để con đi chợ mua cái gì ngon ngon nấu cho má ăn. Trời ơi cô thì thôi, bếp đút cô dở ẹt à, biết gì đâu mà chuẩn bị nấu nước. Đây nè, tôi có làm sẵn hết trơn nè, gà vịt cũng làm sẵn nè, ướp sẵn luôn rồi, chỉ cần đem xuống xào chiên xào gì đó thì tùy mình thôi. Dạ. Biết gì đâu mà chuẩn bị. Thế bây giờ đi ra trước đi, xách một đống đồ vô kìa, một đống đồ ngoại đem vô đi rồi chia phân phối cho bà con, đi lẹ lên đi. Dạ dạ con biết. Mẹ ơi, vậy còn chuyện chở con đi học thì sao? À, thôi có bà nội lên thì đây nè, con đi ra kêu chú Sơn chở đi học đi. Dạ. Trời đất ơi, tự nhiên có bà nội lên là sao? Ý là có tôi lên cho nên mấy người không có chở con, mấy người đi học được hả? Thôi, thưa mẹ, thưa bà nội, con đi học. Đi học đi con, coi chừng rớt tiền kia, nhét cô kỹ lưỡng. Dạ. Sướng quá ta. Đi xe ôm có 50, còn dư xài thả ha. Đừng có đổ thừa trước mặt mấy đứa nhỏ nghe chưa. Nó là tại vì tôi cho nên cô không có làm bổ phận người mẹ hả? Tôi nói thiệt cô không có làm gì mà tôi coi được á. Thì ra ngoài bưng đồ vô đi. Dạ, để con. Thank you.
Ba chở con đi học nha. Ba xin lỗi, bây giờ ba có việc gấp phải đi giải quyết liền. Ba cho con 50 ngàn. Ha, một lát nữa con kêu chú xe ôm ngoài đầu ngõ chở con đi học. Mẹ ơi, hôm nay mẹ chở con đi học được không? Thôi, kêu chú xe ôm chở đi đi. Cô gan quá ha. Tôi cho cô nói lại một lần nữa, cô dám nói không? Cô có tin là tôi đánh cô không? Anh đánh đi, anh đánh đi, anh đánh đi. Tôi thích anh đó. Tôi hy sinh cho cái nhà này biết bao nhiêu mà má anh cứ o ép tôi. Cô... cái gì, cái gì? Cái gì o ép? Ai? Tôi o ép tôi cái gì? Hả? Cô nói đi. Bà nói cái nhà này là của bà. Cái nhà này hơn một nửa tiền là tôi bỏ ra. Bà lên đây chơi thì tôi không nói. Bà thay đổi hết tất cả đồ đạc thì tôi không nói. Nhưng tại sao bà lại đụng với bàn thờ của ba tôi? Tôi nói cho cô biết, đây là nhà của tôi. Cô muốn thờ cha, thờ mẹ, cô về bên nhà cô thờ. Đây là nhà chồng của cô, chỉ có thờ bên nội chứ không thờ bên ngoại. Chà, cô tưởng cô hay ho hả? Cô vỗ ngực, cô xưng tên hả? Cái loại con gái như cô đó có bầu trước hả? Bởi vậy vì cái bầu trong bụng cô, tôi mới rước cái loại người cô về nhà làm dâu. Chứ sức mấy tôi rước cô về. Bà tưởng tôi thích con bà lắm hả? Vì cái bầu này nè, mà tôi phải về đây nè, tôi phải lấy ổng. Thích gì con bà? Gan quá ha. Dám mở miệng nói như vậy hả? Vậy thì tôi hỏi cô, cô lấy tôi là vì thương yêu tôi hay là vì cái gia đình này, vì cái gia tài của gia đình tôi? Chắc là cái gia tài của mình rồi. Gia tài hả? Mấy người có gì? Không có gì hết á. Cũng có một chút tiền thôi, nhưng mà má anh và anh sống hèn lắm. Trời ơi, dắt kiệt hết kinh tế và tinh thần của tôi. Tôi giống như là một con ô xin làm không công trong cái nhà này vậy đó. Vì Hana, tôi mới phải lấy anh làm chồng. Lấy một người đàn ông á, suốt ngày chỉ biết gái gú, ăn chơi xoa đọa, và một người mẹ chỉ biết ích kỷ và hẹp hòi thôi. Cái con kia, mày nói ai ích kỷ hẹp hòi, đồ mất dạy. Bà làm cái gì vậy? Bà làm cái gì vậy hả? Mẹ, anh trời ơi, gãy tay luôn rồi. Mày làm cái gì vậy? Dạ hả? Gãy tay. Chính là. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ bà nằm... đau quá. Cô bà nằm... giết mẹ tôi hả? Giết cái gì mà nằm dài chứ làm cái gì? Cô, biến khỏi nhà tôi. Biến. Được rồi, chờ đó mà chi gia tài đi. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Chắc mẹ gãy tay rồi. Đừng làm con lo mà mẹ. Mẹ ơi, đau quá. Hana, Hana, dậy đi với mẹ nè con. Hana, 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 con uống cái gì vậy? Thuốc ngủ của mẹ mà. Hana, kính gửi ba mẹ và bà nội, khi mọi người đọc bức thư này, con đã ở một nơi hạnh phúc hơn. Con mong là vậy. Con đã biết từ lâu ba mẹ và cả bà đều không yêu thương con, chỉ vì con chính là nguyên nhân khiến mẹ phải lấy ba, bà nội phải chấp nhận mẹ. Cô vỗ ngực, cô xưng tên hả? Cái loại con gái như cô đó có bầu trước hả? Bởi vậy vì cái bầu trong bụng cô, tôi mới rước cái loại người cô về nhà làm dâu. Chứ sức mấy tôi rước cô về. Bà tưởng tôi thích con bà lắm hả? Vì cái bầu này nè, mà tôi phải về đây nè, tôi phải lấy ổng. Thích gì con bà? Gan quá ha. Dám mở miệng nói như vậy hả? Vậy thì tôi hỏi cô, cô lấy tôi là vì thương yêu tôi hay là vì cái gia đình này? Vì Hana, tôi mới phải lấy anh làm chồng. Lấy một người đàn ông á, suốt ngày chỉ biết gái gú, ăn chơi xoa đọa, và một người mẹ chỉ biết ích kỷ và hẹp hòi thôi. Con là lý do khiến mọi người bị ép ở bên nhau dù không hạnh phúc. Con biết chứ, nhưng con vẫn hy vọng dần dần ba mẹ và cả bà nội sẽ yêu thương con hơn và cũng yêu thương nhau hơn. Con luôn hy vọng từ năm này qua năm khác. Nhưng rồi con nhận ra điều đó rất khó.
Ngày sinh nhật con chẳng ước gì nhiều, chỉ ước một lần được ba mẹ chở đi học, được yêu thương, chứ không phải là gánh nặng, là lý do của sự bất hạnh. Ba. Hả? Ba chở con đi học nha. Ủa, sao hôm nay lại chở con đi học là sao? Tại vì hôm nay là sinh nhật con mà, con không cần gì hết, con chỉ cần ba chở con đi học thôi. Ba xin lỗi, bây giờ ba có việc gấp phải đi giải quyết liền. Thôi giờ vậy, về đi. Ba cho con 50 ngàn ha. Một lát nữa con kêu chú xe ôm ngoài đầu ngõ chở con đi học. Mẹ ơi, hôm nay mẹ chở con đi học được không? Thôi kêu chú xe ôm chở đi đi. Thôi tại hôm nay sinh nhật con mà. Ê trời, trời ơi, quên, xin lỗi con gái. Sinh nhật con mẹ cũng quên được nữa. Trời ơi. À, thôi bây giờ đây nè, con đi ra kêu chú sơ ôm chở đi học đi. Vậy nhưng tiếc rằng con không thể hoàn thành ước mơ đó. Con xin lỗi vì đã trở thành con ba mẹ, trở thành áp lực và nguyên nhân gây ra nỗi đau khổ cho mọi người. Vậy con sẽ đi để trả sự tự do cho mẹ, cho ba, cho bà nội. Mọi người không cần vì con mà cố gắng nữa. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Hết ơi, sao con ngủ con dại quá vậy nè. Cháu của tôi. Tại hai đứa hết á. Hai đứa.